Cả nhà nhé, chào quê hương nội nhé. Hôm nay mình đã về tới nhà ông bà nội ruột của mình, rất là vui, rất là hạnh phúc được về nhà ông bà nội. Đang rất là vui cả nhà nhé. Đây là cây khế ngọt này, còn đây là cây mai. Cây mai mỗi mùa xuân về là hoa rực rỡ luôn cả nhà nhé, hoa rực rỡ, hoa mai rực rỡ luôn cả nhà này. Đó, đây bàn thờ ông bà nội, thờ cả ba mẹ mình nữa, thờ cả ông bà nội, thờ cố, thờ ông bà nội nữa, rồi thờ ba mình này, ba mình là ba mình ở tập kết ra Bắc này, đây là mọi người con cháu về thờ ông bà nội đấy. Mẹ mình này, mẹ mình vẫn về được con cháu họ Bùi đưa về thờ đấy. Vì là con dâu trưởng á. Còn đây là lá cờ của ba mình từ thời trước năm 45 là làm Việt Minh nhá, thì gọi là cộng sản đó. Là để làm kỷ niệm cho dòng họ luôn này, cho con cháu đời sau luôn này. Máy bằng tay nhá, cả cán bộ Việt Minh ngày xưa, cộng sản ngày xưa là máy, các anh hùng ngày xưa là máy bằng tay đây đó. Bây giờ để làm kỷ niệm. Thích lắm, vui lắm, cả nhà chưa hồi tù về đông mà. Đây, đây là út nhà mình này, út nhà mình là thờ ông bà này ruột này, con đang quay. Còn đấy, con nhà mình là hạnh phúc lắm, được đáng con được hai ông chủ ruột này. Đó, em của bà ruột nhà mình đấy, hai ông chủ ruột. Để ông xã ngoài Bắc của mình về này. Đó, đó cái nhà lều ngoài đó là để nghỉ ngơi, rất là vui luôn. Đó, đó. Còn là đây các món ăn này, món nhầu này, đầy đủ món nhầu luôn. Rồi, rồi. Không, đi chứ, đi chứ. Còn đây cả là thống giá ở dưới biển này, biển ràng này, thống giá biển ràng mới cho con cá to bự luôn. Tối nay sẽ là món nhầu này. Rồi, cả cầu lại không về được, cho nên cũng vì là không phải ngày lễ nên các cầu không về được. Hôm nay là thứ ba rồi. À, hôm nay thứ hai, thầy, hôm nay thứ hai. Đó, hôm nay thứ hai. Đó, gà chòi nuôi nhiều lắm nhé, gà chòi nuôi thì... Đây là phòng ngủ con cháu về này, phòng ngủ con cháu về này. À, rồi, ok. Đó, bật máy lạnh lên rồi tí nha mẹ đi chờ về chơi, đi chơi chờ nhà quê về. Rồi, ta đi út thầy, ta đi thầy. Rồi, đi. Chào cả nhà nha, chào cả nhà nha. Chào cả nhà, ui, đi chơi quê chơi vui lắm.